Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rò rỉ tin nhắn của nghệ sĩ Hoài Linh làm rõ quan hệ với ông Võ Hoàng Yên giữa ồn ào. Suốt một tháng qua, bà Phương Hằng liên tục lên sóng phát trực tiếp và có những phát ngôn tiêu cực ảnh hưởng đến nghệ sĩ Hoài Linh, thậm chí vợ ông Dũng Lò Voi, còn tố nam nghệ sĩ và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ mật thiết. Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói một chiều từ phía bà Phương Hằng mà không có bất kỳ bằng chứng xác thực nào. Mãi cho đến mới đây, Bảo Suzu, một người em thân thiết với nghệ sĩ Hoài Linh và cũng từng gặp gỡ bà Phương Hằng đã đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, anh cũng chia sẻ đoạn tin nhắn hé lộ chuyện nghệ sĩ Hoài Linh phủ nhận mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Dòng trạng thái của Bảo Suzu, tôi thương anh Hoài Linh là cái sự đàng hoàng của ảnh trong lối sống với anh em, nhất là với anh Chí Tài. Trong vụ từ thiện, ảnh cũng chưa ăn của ai đồng nào, tất cả là sự chủ quan của ảnh. Tôi không dám chỉ trích nhưng ảnh hơi non kinh nghiệm khi làm thiện nguyện trên mạng xã hội. Vậy thôi, hà cớ gì tới mấy thằng nhóc đáng tuổi con tuổi cháu còn ngửa tay xin tiền bố mẹ, lập được cái Facebook xong tưởng mình người yêu mắt son, chửi bới ảnh thậm tệ. Và tất nhiên tôi không thích sự im lặng của ảnh trong vụ từ thiện. Đây là lần đầu tiên người thân thiết hé lộ về mối quan hệ của nghệ sĩ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên sau hàng loạt ồn ào không đáng có. Bảo mới gặp anh chị vợ ông chồng Dũng Lò Voi về, anh Linh có dính gì với ông Yên hả? Anh không dính gì đâu, hi hi, chắc anh chị Dũng sợ anh cũng giống như anh chị ấy. Dạ, vì lúc trước anh Tài có nói ông Yên ổng trị, xong ảnh về bị nặng thêm, rồi có nghe nói anh có đưa cháu anh cho ông Yên ổng trị. Em hết hồn nhắn anh ngay, nói chung anh bốn không nên gì vô ông Yên nhé, hôm qua trao đổi với vợ chồng anh Dũng xong. Thì em hiểu ông Yên này có cả một tổ chức lừa đảo lợi dụng từ thiện đằng sau, từ thiện mà để dính nghi ngờ thì người thiệt thòi là bà con nghèo mình thôi ạ. Hôm nay anh cũng xem trên mạng, nhưng lâu rồi anh cũng không liên lạc bên đó, nên hôm nay khánh thành chùa anh không đi. Đoạn tin nhắn của nghệ sĩ Hoài Linh khẳng định không liên quan đến ông Võ Hoàng Yên. Thông qua đoạn tin nhắn được Bảo Suzu đăng tải, có thể thấy nghệ sĩ Hoài Linh đã đọc được nhiều tin tức xoay quanh nam nghệ sĩ và ông Võ Hoàng Yên. Trước những chia sẻ tiêu cực từ bà Phương Hằng, nghệ sĩ Hoài Linh đã có phản ứng đáng chú ý. Chắc anh chị Dũng sợ anh cũng giống như anh chị ấy. Bà Phương Hằng từng nhiều lần khẳng định nghệ sĩ Hoài Linh và ông Võ Hoàng Yên có mối quan hệ thân thiết. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.